Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm về môn phái đường môn bẫy cho anh em tham khảo nha. Thì đây mà mình đang test đường môn bẫy của bản game Võ Lâm Thiên Duyệt Mobile. Thì là mình sẽ hướng dẫn anh em cách cộng điểm tiềm năng và cách cộng điểm kỹ năng của đường môn bẫy nhé. Đây thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em cách cộng điểm kỹ năng của đường môn bẫy nhé. Thì đường môn bẫy thì nó gồm có 5 skill bẫy. Thứ nhất là bẫy hỏa, hai là bẫy độc, ba là cái bẫy xuyên tâm thích, bốn là hàn băng thích là bẫy thủy, năm là lôi kích thuật là bẫy lôi. Thì là nó có kim bẫy, là kim mộc thổ thủy hỏa, nó như kiểu như vậy. Thì là mỗi khi là anh em tăng 5 điểm vào 5 skill bẫy thì anh em sẽ tăng được. Đây, mình sẽ tăng 5 điểm vào skill bẫy. Đấy, thì anh em sẽ tăng được 1 điểm vào skill loạn hoàn kích. Đó là skill bẫy 9x của đường môn bẫy. Đây, mình sẽ tăng. Đấy, 1 điểm. Tiếp đến anh em sẽ tăng thêm 1 điểm vào nữa. Thì anh em sẽ được cộng thêm 1 điểm vào skill 9x bẫy. Đấy. Bây giờ mình sẽ tăng thêm nhiều nhiều một chút để tí mình cộng nhá. 13 kill đi. Tí mình sẽ giải thích làm sao là chơi đường môn bẫy thì nó có tác dụng như thế nào. Đây. Giờ mình tăng 13 skill vào 5 skill bẫy thì mình sẽ tăng được bao nhiêu vào skill 9x nhé. 9 kill, bây giờ mình sẽ tăng cho nó 3 kill nữa. Đây, tăng này. Được 12 kill. Tăng tiếp cho nó 4 nữa. Đây rất là tốn điểm anh em ạ, rất là tốn. Tăng max 20. Nó chỉ được 19 kill thôi anh em. Đấy, khi anh em tăng max tất cả 20 và skill hỗ trợ thì mình sẽ tăng được 19 skill 9x thôi. Rồi ok anh em, tiếp đến là mình sẽ tăng điểm tiềm năng. Tiềm năng thì anh em cứ mắc sinh khí thôi. Thì khi anh em đã kiếm được đồ ngon thì anh em cứ tăng mắc sinh khí. Thì máu mình nên được 4 cá 9. Thì ở đây anh em sẽ sử dụng vũ khí sát thương vật lý nội công. Đây mình đã sử dụng sát thương vật lý nội công 200 điểm. Bây giờ là mình sẽ đi test đam bẫy cho anh em nhé. Thì mình sẽ lên mập trên. Mình sẽ test cho anh em xem là nó bá như nào. Đây, mình bắt đầu sẽ đi tìm quái và mình. Đây là test lần lượt các bẫy cho anh em nhé. Đầu tiên là mình sẽ test bẫy bẫy độc trước. Đây là bẫy độc 2x. Nên rất là ít đúng không anh em? Nếu mà như vào GX là đá mày không chết thẳng cẳng rồi. Đây là thứ hai, nó là bẫy hỏa. Không nên đam luôn. Rồi, tiếp đến là cái gì, bẫy gì đây? Bẫy lôi. Đấy, nên đam lôi nên to hẳn. Rồi, mình sẽ tiếp cái bẫy băng nhé. Bẫy băng sát anh em, đánh vào quá là nó sẽ bị dính hiệu ứng băng sát. Thế là cái bẫy gì đây? Cái bẫy này nó là cái bẫy như kiểu là bẫy cũng tương tự như kiểu bẫy hỏa ấy. Đam to hẳn. Rồi tiếp đến là mình sẽ sử dụng cái bẫy 9x nhé, xem nó thế nào. Loạn hồn kích. Đấy anh em, đấy bẫy nó trâu không? Úi dồi, đam to kinh khủng luôn. Thả phát lỗ phát chết ngay.
ấy ấy đam ghê. Con này mà đi tống kim đặt bẫy thì lát người anh em ạ, lát tơ đim luôn. Ok bây giờ mình sẽ đi test đam người cho anh em nhé, tham khảo luôn xem nó mạnh như thế nào. Cái này mà cho vào anh GX1 F full thì bẫy kiểu này thì mà lát luôn anh em ạ, vì bản GX1 F full đường môn bẫy rất là bá. Nên bây giờ mình sẽ nhận một con chiếu dạ cỡ cho nó oát, chạy nó phê. Đấy, con chiếu dạ cỡ cho nó phê anh em ạ. Rồi mình sẽ mua máu, để mình đi PK nó không bị đỡ bị chết. Thì đây thì cái auto thì sẽ bơm máu nhiều cao nhiều một chút, đường môn bẫy thì nó không được linh hoạt cho lắm. Rồi mình sẽ đi test đam. Nếu mà anh em đường môn bẫy này chủ yếu là đi chạy cổng này, hoặc là anh em đi tống kim, đi tống kim đặt bẫy rất là lợi. Vì cái bẫy này khi anh em đặt nhiều quá là nó sẽ ẩn thân đấy, ẩn cái bẫy đi, nên là nhìn nó rất là bá luôn. Đây anh em, cái gì đây, một phái thiếu lâm một phái thiếu lâm còn phái nữ cơ, vãi trưởng, thiếu lâm nhân vật nữ anh em ạ, nhìn rất là ảo luôn, huyền ảo. Lát rồi mình sẽ đang xuất ra, game này chưa được tối ưu lắm anh em, nên là đôi lúc là di chuyển nó hay bị lag. Lag còn cái cồn luôn, phù cái này chạy vỡ mồm. Này mình sẽ phù bằng cái này cho nó nhanh, mình sẽ đến trung tâm luôn. Quên chưa bật auto anh em. Đây cái này mình sử dụng cái skill 120 để mình thoát khỏi ra ngoài. Thì tạm thời là mình sẽ ẩn cái tính năng BK chiến đi. Đây anh em thấy đông không? Bên đây rất là đông. Thì mình sẽ đặt bút, đặt bẫy ở đây. Thì làm cài cái này ra. Không, cái này nó không cho cài. Thì là mình phải bật BK chiến. Ghê vãi trưởng anh em ơi, nhìn đánh thiếu lâm nó không đánh được mình luôn, vì đánh giật nên nó không đánh được mình. Đấy vừa đánh cái phản này, đánh thiếu lâm phản vãi trưởng anh em ạ. Ui cô lô đánh phản tự chết thiếu lâm luôn. Nhìn kìa anh em, nhìn kìa. Chết cha, mình hết máu rồi. Vãi thiếu lâm bản này châu vãi trưởng. Đường buôn bẫy như này không chết nổi. Anh em nhìn ghê không? Thấy đường buôn bẫy của mình có ghê không? Tanh cơ hai thiếu lâm luôn. Một thiếu lâm quyền và một thiếu lâm đao. Lại còn thêm Nga Mi Phong Sen nữa. Biết máu nên cỡ như thế nào. Rất là khủng khiếp. Đủ mẹ hết máu rồi anh em. Còn 11 bình. Rất là bá con cá trồn luôn. Chết hết anh em ạ. Đấy giờ anh em nhìn ghê không? Từng con đường môn là to à? Thiếu đâm là to à? Thịt hết. À, thì Nga Mi này. Anh em thấy độ bá của đường môn bom bản này. Thấy ghê tởm không? Tanh cơ tốt không? Thiếu lâm còn bị chết nữa.
Đây, thì Nga mi này, đủ mẹ Nga mi châu vậy. Rồi thì chết, anh em nhìn chưa? Quá là ghê luôn đúng không? Sẽ đặt bẫy ở đây. Sao lại không đặt bẫy được chuột phải ta? Cừu sát ở này, sao nó không cho cừu sát nhỉ? Ok anh em, không cho cừu sát luôn, lại bị lỗi. Bây giờ anh em thấy đam khủng không? Đấy bản game dĩ một F full anh em có thể là chơi sang đường buôn bậy cũng bá luôn anh em nhé. Mình thấy bẫy của nó rất là trâu. Mình đang tính là mình sẽ luyện sang đường mua bẫy đây anh em. Của bản dĩ một F full đấy. Bên đấy bẫy độc thì thôi rồi luôn anh em. Đây, đây bẫy trên nick của nó là vừa băng sát này, vừa giật này. Nó dính 5 thể loại luôn anh em. Bẫy rất là khủng khiếp luôn. Một tội là nó không hút mana thôi. Một cái là đi tống kim sướng. Nhưng mà được, nên là nó không cho bẫy để chuột phải này anh em này. Nên là đôi lúc là mình không thể đặt bẫy được theo ý muốn của mình. Cái này nó phải cho sử dụng bằng cái skill tay phải thì mình đặt bẫy thích đặt hướng nào thì mình đặt đây. Đấy, đường mô này, đường mô bẫy chùm luôn anh em, kể cả đánh với thiếu lâm phản đam chơi được hết anh em hiểu không, ngán thiếu lâm luôn đấy. Boss này, boss sát thủ mình đặt bom tí chết luôn. Có tội nó tốn mana quá anh em ạ, nó hút mana như kiểu hút Kotex City ấy. Đấy, ghê không anh em? Đám đam như không khác gì. Đó, tí đã chết quá luôn. Đấy, anh em xem qua video này anh em biết độ bá của đường buôn bẫy nó như thế nào rồi đúng không? Đấy, đứng đây chạy cổng này anh em, đứng đúng cái điểm phù của địch nên. Ngồi chuột phải đây. Đặt bẫy, bật đồ sát lên hiểu không? Anh em bật đồ sát lên này cho anh em thả đặt bẫy vòng tròn cái này. Chết thẳng cả ngay. Ok, mình xin phép là dừng video đây anh em nhé. Xem qua video này anh em biết độ bá của đường môn bẫy nó như thế nào rồi, hay còn gọi được đường môn bom ấy. Thì anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ giúp mình nhé. Hẹn anh em ở video tiếp theo.